Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng đồng hành và gặp lại nhau ở à, trong bản điểm tiết tuần trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng vào mỗi buổi tối thứ sáu hàng tuần cũng như các bản tin video cập nhật trên kênh Hùng Lê chứng khoán. À, như vậy là chúng ta vừa kết thúc một cái tuần giao dịch đầu tiên của năm 2023 và như vậy là một tuần giao dịch theo quan điểm cá nhân Hùng Lê là một tuần giao dịch cực kỳ thành công và với tín hiệu kết tuần hôm nay thị trường của chúng ta chỉ có chỉ giảm khoảng tầm ở đâu đó 4 5 điểm của chỉ số VN30 và chỉ số VN Index và cùng với đó thì cái điểm chỉnh giảm của thị trường chủ đạo là nó tập trung vào việc à đánh xuống một số các cái mã cổ phiếu của ngành nhóm trụ chính vậy nên là các cái nhóm ngành về cơ bản của thị trường trong tuần vừa qua trong cái tuần đầu tiên của năm mới 2023 như vậy là rất là thành công và với một cái kỳ vọng là đầu đi thì đuôi lọt và như vậy là chúng ta đã có phiên mở màn của năm 2023 cũng như có một tuần mở màn của năm 2023 như vậy là thành công. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có ba nội dung chính. Phần thứ nhất sẽ view lại danh mục khá là cơ bản của thị trường. Phần thứ hai thì Hùng sẽ review lại bản tin phân tích tuần video số 159. Uh, trong cái tuần vừa qua và phần cuối cùng sẽ có một vài dự báo về xu hướng của tuần uh, giao dịch tiếp theo. Như vậy là chúng ta sẽ có 3 tuần giao dịch nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu uh, vào cái kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán và với một cái kỳ vọng đó là chúng ta sẽ có một nhịp hồi uh, kỹ thuật hoặc là một nhịp tăng ở trong cái nhịp này trước cái kỳ nghỉ của chúng ta và uh, bản tin ngày hôm nay thì cũng sẽ tập trung uh, phân tích sâu một số các nhóm ngành còn những cái mã cổ phiếu mà À, nó không có nhiều cái đương lượng hoặc không có nhiều cái uh, cái chiến lược chúng ta sẽ lướt qua nhanh để các anh chị nắm được. Ok. Thì đối với vick trong tuần trước chúng ta đã có phân tích vùng năm hai <laughs> đến khoảng vùng 53. Tương đối đẹp tuần này thì nó đã có một nhịp long lên 56 và nó đang có những cái điểm test nhẹ lại, khả năng tuần tới sẽ test lại quanh vùng 54 đến khoảng vùng 55 với mục tiêu ở nhịp này, đường MACD đã bắt đầu xanh, như vậy là mục tiêu sẽ công lại khoảng quanh vùng 60. mươi uh, Vinhome <laughs> hôm trong tuần vừa qua thì có một điểm test kỹ thuật ở đây Quanh vùng 47 và vùng 47 này nó không bị phá nên là uh, Nó đã bật uh, Ngược trở lại được và có một cái lực tăng trở lại uh, Tuy nhiên là với lực cầu hôm hiện tại thì nó cũng đang tương đối khá là thấp uh, nên là cái lực tăng mạnh thì khả năng theo quan điểm Hùng Chưa có nhiều Tuần tới thì có thể kỳ vọng uh, có thể kéo lên được ở khoảng vùng 51.5 đến khoảng vùng 52 Đấy là cái kỳ vọng ngắn hạn của Vinhome VRE trong tuần vừa qua Uh, có tín hiệu giao dịch uh, rất là tốt đúng không anh chị? Uh, dự kiến là VRE sẽ quay trở lại test lại vùng 26 nhưng trong phiên uh, giao dịch của ngày thứ hai thì VRE chỉ có chạm về uh, điểm sâu nhất là vùng 26.6 và có một cây nến bật long uh, thoát lên vùng 27.4. bốn. Uh, một tín hiệu kỹ thuật rất là đẹp và sau đó thì nó tiệm cận lại về vùng 29 cộng và có ba cây nến test tích cực ở vùng ở đây là ở vùng 28, khoảng vùng 28.5 Khả năng tuần tới thì nó vẫn còn có những cái điểm test lại ở đây Và mục tiêu khả năng nhịp này thì VRE sẽ tiếp tục công lại vùng kháng cự Vùng đã phân tích ở đây Trong cái nhịp cũ đó là quanh vùng 30.5 30 Đầu tiên phải là 30.5 đã Sau đó khỏe thì lên 31 và lên 32 Thì đấy là những cái vùng mà ở đây nó lại là diện Nó lại là kháng cự rồi Các anh chị lưu ý Và chúng ta chú ý để chúng ta canh chốt Ở Vinamilk ở trong tuần thì Vinamilk cũng đã có một lực tăng tương đối là tốt và vùng hỗ trợ kỹ thuật 75.576 tiếp tục đóng một cái vai trò hỗ trợ rất là quan trọng của Vinamilk. Ở tuần này thì nó đóng được lên trên vùng 80 và hiện tại đây đang có một cây nến test quay trở lại. Như vậy tuần tới biên hỗ trợ kỹ thuật 79.5, biên 80 chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá. Tích lũy thành công của vùng này thì có thể ngắm target về lại vùng 83.5 đến khoảng vùng 84 mansan uh, man san nhìn chung thì nó cũng uh, có một nhịp tăng tương đối là tốt nhưng cây đến kết tuần thì hơi 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 đuối và với cái lực uh, giảm của cây đến kết tuần như vậy thì khả năng tuần tới sẽ đánh giá lại ở quanh quanh vùng 93.5 đến khoảng vùng 95 mục tiêu tích lũy thành công ở vùng đó thì chúng ta sẽ tiếp tục nâng uh, target lên vùng 100 và sau đó sẽ hướng về vùng cản uh, hướng về vùng cản 104 đến khoảng vùng 105 của Mansan san một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành bảo hiểm hiện tại thì theo quan điểm Hùng là khá là tốt à, Đối với bản Việt vùng 46, 46.5 ở trong hai tuần giao dịch gần đây nó đã trở thành một vùng hỗ trợ kỹ thuật tương đối là quan trọng Và đồng thời thì đâu đó nó có vùng 50, cái vùng 50 này, này cái kháng cự 50 này lùng đã có phân tích khá là kỹ cho các anh chị rồi này Hai nhịp sóng này là đều phân tích lên vùng 50 Và cái nhịp sóng này thì nó cũng đã có một cây nến tăng tốt và nó có ba cây nến test ở trên vùng 47.5. Đây là một điều hết sức là tích cực. Và với cái sự tích cực như thế này thì chúng ta sẽ kỳ vọng tuần tới khả năng nó còn đạp lại ở khoảng quanh vùng 47.5 trước khi mà nó hướng về vùng cản ở đây, đó là vùng 49.5 đến khoảng vùng 50. BMI cũng đang tích lũy tương đối là tốt. Sau sau một cái vùng tích lũy ở đây, nếu mình nhớ không nhầm thì cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi ở quanh biên 20 đến biên 20.5. Tuần này một cây nến đẩy lên và sau đó nó test lại vùng 22.3 không thủng. Cây nến này là một cây nến bao trùm. Nếu như các anh chị học về phân tích kỹ thuật thì cây nến này xuất hiện với một lực cầu gấp 3 trung bình mốt phiên. Điều này cho thấy là dòng tiền đang đánh cực kỳ tốt và đây là một cây nến mà khi mà chúng ta đã tích lũy được vị thế ở dưới này thì đây sẽ là cây nến mở mua hết ở trong phiên ngày hôm nay đối với mã cổ phiếu BMI. MIG cũng đang tích lũy tương đối là ok với quan điểm kỹ thuật cùng như vậy. Đối với MIG thì cũng đã có phân tích cho các anh chị từ tận vùng 13, 13 năm, nhịp sóng 61 đã hướng lên vùng 17 và hiện tại thì nó đang tích lũy tốt ở vùng 14 và đang hướng lại, đây là những cái nhịp mà MIG đang có những cái nhịp tích lũy tăng lên. Tuần tới ở biên 15-3 các anh chị có thể canh để chúng ta gom thêm với mục tiêu là nhịp này lại quay về vùng 17.5 đến khoảng vùng 18, về đến vùng này thì nó lại sọc lại và căn cứ cái tình hình sọc ở đây thì chúng ta sẽ phân tích tiếp. À, đối với ngành bán lẻ thì hiện tại không có nhiều các yếu tố đột biến vì vậy là cũng sẽ không phân tích à, và chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta phân tích những cái mã ngành những cái nhóm ngành nó tốt hơn nó tối ưu hơn à, hiện tại chúng ta sẽ tiếp tục phân tích sang nhóm cổ phiếu ngành thép một nhóm cổ phiếu cũng rất là quan trọng à trước khi mà phân tích thép thì phân tích mấy mã cổ phiếu của ngành công nghệ trước bởi vì là à, các anh chị cũng quan tâm đến những cái mã cổ phiếu này đầu tiên chúng ta sẽ nói đến fpt thì đối với FPT quan điểm vùng là chúng ta đỏ thì chúng ta gom, chỉnh giảm thì chúng ta gom bởi vì mã FPT thì các anh chị có thể cầm dài quanh vùng 69, 70 cái nhịp này đã có phân tích khá là kỹ. Sau đó chúng ta đưa lên target 75 và sau đó thì chúng ta đưa lên target 82, 81.5 đến vùng 82. Đó. Thì tuần này là nó bắt đầu công cái vùng target 81.5 đến vùng 82 sau một cây nến đẩy tăng rất là mạnh và mẫu chốt của Nam, uh, FPT ở thời điểm hiện tại 79.5 đó là vùng mà các anh chị lưu tâm. Uh, trong trường hợp nó test thành công ở vùng 79.5 và xuất hiện một cây nến đè uh, long mạnh và vượt thoát vùng 82 cộng thì đấy sẽ là một cái dấu hiệu để giúp cho anh chị em của chúng ta xác nhận là FPT ở uh, break thành công cản 82 và sau đó thì chúng ta hướng cản 87 đến vùng 90. đó nhịp này thì đang đang kỳ vọng là lên vùng 87-90 ở đây. À, cổ phiếu thứ hai trong cái nhóm ảnh này đó là cổ phiếu cmg à, anh chị một số anh chị em cũng quan tâm thì à, tuần này thì cmg đã có những cái nhịp tăng tương đối là tốt à, tuy nhiên là cái lực cái lực cầu của nó thì đang khá là thấp à, và em này thì khả năng tuần tới nó sẽ còn có à, còn có những cái điểm chỉnh cung về lại khoảng quanh vùng 39 đến vùng ba 55 đi đó tuần này là nó có một cái điểm tích lũy đây các anh chị này điểm tích lũy ở vùng 39 này thì khả năng tuần tới nó cũng vẫn còn còn kiểu kiểu quay trở lại test đấy đó rồi sau đó chúng ta sẽ hướng cản 44 một cái mã cổ phiếu tiếp theo đó là mã cổ phiếu VGI nó là nhóm ngành Viettel nhưng mà sẽ xếp vào công nghệ bưu chính viễn thông đó thì đối thằng VGI này các anh chị nhá thì chúng ta bắt đầu mua tích lũy cho tầm nhìn tầm 3 đến 5 năm tới các anh chị cứ nghe Hùng đi Đó chúng ta sẽ mua tích lũy cho tầm 3 năm năm tới Và ví dụ trong tuần vừa qua thì chúng ta đã có thêm uh, những cái điểm mua quanh vùng 19 năm năm Rất là ok uh, Tuần này thì nó bắt đầu tiếp tục công lại cản vùng 23, 23.4 Ừ, uh, lực cầu thì đang duy trì cũng tạm tạm ổn triệu mốt cổ phiếu đó, là 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 tạm ổn rồi và đối với VGI thì chúng ta mua với một cái tâm thế đó là mua chậm mua chắc mua dài có nghĩa là gì tức là cái chỉnh giảm đỏ thì chúng ta mua chứ chúng ta không đua xanh ở tuần tới thì các anh chị có thể canh quanh vùng 21 bởi vì sau một cái cây nến đẩy tăng này ấy, thì thường thường nó sẽ có những cái cây nến test lại test lại thì chúng ta có thể canh ở quanh vùng 21 đó ông vào đây này 21 này 21.2 ví dụ đấy đấy là những cái vùng mà ở chúng ta cứ dự dự như vậy để chúng ta gom dần dần một cái mã cổ phiếu nữa ở trong cái nhóm ảnh viettel đó ctr các anh chị lưu ý con này cũng đang đang khá là hay và theo quan điểm của hùng là hấp dẫn bởi vì cái lực nhịp tăng thứ nhất á, là nó đã hình thành được rồi và cái điểm thứ hai nó bắt đầu hình thành được ở đây đó là gì đó là cái biên hỗ trợ cái thuật 49.5 đến vùng 51 và nó cũng đã có một cây nến đẩy uh, xanh khá là tốt và nó đang có ba cây nến test khả năng tuần tới thì nó sẽ quay trở lại test 49 5 51 thì chúng ta mua gom từ từ và đối với cổ phiếu này cũng như vậy và chúng ta chờ đợi uh, một khi mà cái lực cầu ở đây được tăng tốc ở đây thì khi đó chúng ta sẽ canh uh, mua nhiều hơn và CTR cũng là một cái mã cổ phiếu mà nó cũng đi với tầm nhìn của của của, của hàng của của nhóm ảnh viettel ok anh chị rồi uh, bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm thép thì nhóm thép nó là một phần uh, của cái hệ đầu tư công tức là nó phục vụ vật liệu xây dựng cho uh, nhóm ảnh bất động sản và uh, nhóm ngành hạ tầng tất nhiên là cái hạ tầng của trong cái ngành hạ tầng mà liên quan đến thép thì nó hơi ít nó chỉ có bất động sản uh, dân dụng thôi thì nó sẽ là nhiều Ờ, tuy nhiên cái nhóm bất động sản dân dụng thì bây giờ nó đang hơi bị trứng một tí do những cái thương vụ trong năm 2022 thì anh chị đều hiểu cái việc đó. Ờ, và thép thì nó cũng đang có một cái tín hiệu tích cực đó là giá thép thế giới. Ờ, nếu không nhớ không nhầm thì chiều nay là nó đã bắt đầu bật tăng và break lại cái đỉnh ngắn hạn rồi và nó đang hướng tăng lên. Như vậy giá thép tăng thì nó sẽ có một cái xu hướng tích cực cho ngành thép. đó Cộng với năm 2023 thì theo quan điểm của Hùng Lê là À, cái việc mà đầu tư công sẽ được chú trọng và cái vốn đầu tư công đâu đó được tăng lên khoảng 25% so với năm 2022. Và việc mà chính phủ mà có những cái biện pháp tháo gỡ để để mà giải ngân được cái vốn đầu tư công thì đấy sẽ là một cái cú hích của ngành vật liệu xây dựng phục vụ đầu tư công và những cái nhóm cổ phiếu nó liên quan trực tiếp thì đấy các anh chị lưu ý ở à, chúng ta định hướng ngay từ đầu và như vậy để chúng ta hướng dần cái dòng tiền của chúng ta vào những cái nhóm cổ phiếu chiến lược của năm 2023. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phân tích Hòa Phát. <laughs> ở đây ngày hôm nay thì Hòa Phát hơi tiếc một tí, nó đã xuất hiện uh, một cái cây nến bao trùm, đó anh chị. Uh, nhưng chỉ tiếc là kết phiên thì nó không giữ được cái vị thế cao nhất, chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì trong uh, tuần vừa qua Hòa Phát đã có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 176 đến 18 đó là vùng test kỹ thuật vùng uh, phiên tuần trước thì nó có đẩy sâu về quanh vùng 17 nhưng mà cây nến liền sau nó thì nó lấp lại ngay ở vùng 17 như vậy là về mặt kỹ thuật là chúng ta nói đến vùng 176 đến vùng 18 là chuẩn. Đó. Ờ, sau một cây nến đẩy lên và nó đang có ba cây nến test kỹ thuật lại ở vùng 19.1 như vậy là tuần tới thì khả năng là chúng ta sẽ có thêm những cái điểm test 19.1 và nó xuất hiện một cây nến xanh bao trùm lên vùng 20.1 hôm nay có ra 20.1 rồi nhưng mà nó không đóng cửa được ở vùng cao nhất vị thế cao nhất ờ, như vậy thì nó sẽ cần thêm cái sự hỗ trợ của tuần tới và khi mà vùng 19.1 vùng 19 được tích lũy thành công thì khi đó chúng ta sẽ tiếp tục hướng cản đây các anh chị và chúng ta sẽ tiếp tục hướng cản 21 có break được 21 hay không thì đấy là một cái câu chuyện dài và khi mà nó break được vùng 21 thì câu chuyện đó sẽ là một câu chuyện lớn của ngành thép bởi vì hòa phát mà break 21 thì đồng nghĩa với việc là nó sẽ bắt đầu một cái sóng tăng cực kỳ mạnh mẽ ở đây đó các anh chị lưu ý là như vậy nó bắt nó bắt được cái cản này đi thì như vậy là là là, là trời của ta đất của ta đằng sau đấy rồi đó NKG à, nam kim nam kim thì phiên ngày hôm nay ở à, trong tuần đi chúng ta nói trong tuần đi Uh, biên hỗ trợ kỹ thuật 12 12.5 nó đã test về vùng 1 vùng 2 dự kiến nếu test sâu thì sẽ về vùng 11 uh, về 11 nhưng mà nó không về đến nơi nó chỉ về đến khoảng biên 12 12 mấy đây này 12 năm thôi uh, đồng thời trong tuần thì nó cũng quay lại cái kháng cự 14 và ba cây thì nó chưa công lại 14 đồng thời nó cũng test đầu mút nến tương đối đẹp như vậy tuần tới thì khả năng nó sẽ test lại vùng 12 9 129 đến khoảng 13 đấy là vùng test kỹ thuật uh, khá là ok để uh, chúng ta có thêm những cái cơ hội đánh giá xem cái khả năng vượt thoát vùng 14 và các anh chị lưu ý đối với Nam Kim thì cản của nó vẫn là cản 15 đó, à, còn khi nó break được cái vùng cản 15 ở trên này thì đó nó đó giống như kiểu hòa phát ấy, thì nó sẽ mở sang một cái trang mới thì cái trang mới đó thì chúng ta sẽ chờ thêm bởi vì Hùng cũng không thể giám sát được cùng chỉ căn cứ vào những cái tín hiệu dòng tiền đó, tín hiệu kỹ thuật cái cách đi của cổ phiếu để chúng ta nhận diện thôi là xem là nó có break được hay không à, Rồi ok đối với Hoa Sen thì trong tuần vừa qua chúng ta có nói đến biên 11.4 và sau đó là biên 11 và nó chỉ loanh quanh ở biên 11.4 thôi Và nó bắt đầu bật tăng à, Nhịp bật tăng tương đối là tốt đã giúp cho Hoa Sen quay trở lại vùng cản kỹ thuật 13.15 <laughs> Mà ta lấy lên là 13.2 đi cho nó dễ ok và cái nến ngày hôm nay thì nó đang lấp lại cái nến của ngày hôm qua như vậy thì tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 12.3 của hoa sen và tích lũy thành công ở vùng này thì chúng ta tiếp tục ngắm cản 14 14 14 3 à, còn có bay được cái cản 14 3 hay không à, thì nó lại uh, cũng chờ chờ các anh chị nhé chờ ông đánh giá ở đây uh, tại sao là phải chờ ví dụ ý là ở đây các anh chị này nó có hai cách một là nó break cản rồi nó test lại cản đúng không ông đã đã hướng dẫn các anh chị rồi hai là chạm cản và test lại ở ngưỡng cũ thì đây là chạm cản và test lại ngưỡng cũ và cái điểm test này nó bị thất bại và khi điểm test này bị thất bại thì không thể break 14.3 được nhưng ngược lại nếu như trong nhịp này á, nó cứ lừng khừng ở đây 13.2 xong đó rồi á, nó lại kiểu hoàn toàn là vằn ở đây được nhé đấy ví dụ như thế rồi sau đó nó lại đè một cây nến ở bên này xanh ở đây thì như vậy là cục diện nó khác ok các anh chị đúng không ạ đó thì khi mà nó có cái nó có được cái cục diện này thì sao thì có nghĩa là cái xu hướng của thị trường nó sang một cái xu hướng tích cực ở tuy nhiên khi mà test gãy gãy cái vùng 13.2 này thì như vậy xu hướng của cổ phiếu nó chuyển sang xu hướng tiêu cực thì nhịp bên này nó cũng như vậy đó chúng ta không nói tài không nói giỏi mà chúng ta bám sát các tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu xong đó chúng ta phân tích được trend kỹ thuật của thị trường kết hợp giữa hai cái yếu tố đó để phân tích xu hướng tổng quan của thị trường cũng như cổ phiếu ok cổ phiếu thứ tư đó là cổ phiếu VGS <laughs> VGS ở trong nhịp này ở trong trong những tuần gần đây ở vùng cản 12 và biên hỗ trợ kỹ thuật 9.6 đến biên 10 thì đang phát huy tác dụng và tuần này thì nó chạm cản 12 và nó đang có những cái nhịp lắc trở lại khả năng tuần tới thì nó sẽ lắc quanh 11 đẹp lắc về quanh 11 và sau đó nó break cản thì chúng ta sẽ ngắm lên cản 13 ở TVN nhìn chung thì chúng ta ở đây vẫn có vùng hỗ trợ kỹ thuật 4.8 và cản ngắn ở đây cản ngắn ở đây thì vẫn là vùng 6 tuần tới thì nó sẽ đi ở khoảng quanh biên 5.3 và nó sẽ có lắc ở vùng 5 đến khoảng vùng 5.5 tức là có một cái biên hình xin các anh chị hiểu rồi TLH <laughs> TLH tín hiệu đang tương đối là tích cực đó tín hiệu phía này là tích cực như vậy là gì đối với TLH thì chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 6.3 chuẩn uh, căng đét là vùng 6.3 còn cái điểm nhún về 6 này nó là nó chỉ là quá độ ở trong một cái phiên giao dịch thôi đó Và vùng 6.3 chính là vùng hỗ trợ Vì sao? Vì nó liên tục có những cây nến Nó xây ở trên Xích uh, soát đến cái vùng 6.3 Nên chúng ta sẽ lấy cái vùng đó làm vùng chuẩn uh, Tuần này thì nó đã công lại lên được khoảng vùng 7 uh, Vùng 7 Xích okay. soát vùng 7 Như vậy là tuần tới thì chúng ta sẽ có thêm uh, Một cái biên kỹ thuật Một cái biên kỹ thuật Đâu đó ở cản dưới ở Khoảng vùng 6.7 đến vùng 7 Là vùng hỗ trợ kỹ thuật uh, Nó có thể test nhẹ lại mút dưới ở vùng 6.7 rồi sau đó nó sẽ tiếp tục hành trình long và chúng ta sẽ ngắm cản tiếp theo ở khoảng vùng 7.5 tín hiệu của TLH đang tương đối là ok rồi à, và vào sẽ phân tích luôn cái nhóm vật liệu để phục vụ cho ngành đầu tư công gồm có ba mã cổ phiếu vùng đã lựa chọn ra đã lựa chọn ra và phân tích khuyến nghị đầu tư gồm mà, gồm có đấy, ví dụ đây mã cổ phiếu KSB đó. Đây thì nó như là một cái bách khoa toàn thư thôi. Nó sẽ chứa đựng những cái thông tin đó về uh, đó, về uh, đây ba mã cổ phiếu uh, liên quan đến thép này. Đó. Rồi, vật liệu xây dựng thì chúng ta có KSB. À, đã khuyến nghị à thế có nghĩa là 29 tháng 12 là cũng đã có rồi này. Rồi, đó. Thì uh, đối với KSB <laughs> Đây chúng ta sẽ phân tích luôn à, Chúng ta ngắm Ngắm cho năm 2023 Đó là đầu tư công Và các cái nhóm ngành phụ trợ cho đầu tư công Thì đối với KSB nó cũng đã hình thành được Một cái sóng tăng Sóng tăng một Đây anh chị đó, à, Sóng tăng một lên đây Ok sóng này là sóng tăng nhát Và sau đó thì nó hình thành được Một cái biên tích lũy đi ngang Rất là đẹp ở đây Và chính vậy nên là khi mà à, Cổ phiếu KSB nó có những cái tín hiệu kỹ thuật mà bật khỏi cái vùng ở đây là vùng bao nhiêu vùng 18 thì đấy là cái tín hiệu kỹ thuật mua trong cái phiên giao dịch của tuần giao dịch trước đó và chúng ta thấy rằng là sau khi nó break lên thì nó bắt đầu có những điểm test lại kỹ thuật ở quanh vùng 20.3 theo quan điểm kỹ thuật cùng như thế này là test như này là đẹp tuần tới thì các anh chị có thể gom thêm ở quanh mút ở đây tức là quanh vùng 19.5 đến khoảng vùng 20 KSB. đấy là gom thêm nhá 19 năm đến khoảng quanh 20 là được Ờ, mục tiêu mục tiêu ở trong ngắn hạn bây giờ lực cầu thì nó đang tương đối là đẹp rồi và mục tiêu trong ngắn hạn là chúng ta cần phải break được cái cản 23 khi nó thoát được cản 23 thì như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể ngắm cản 30 tiếp theo nhưng mà cái cản 23 này là cái cản cuối bắp nhất thì chúng ta cần phải break được cái vùng này đã để chúng ta xây tiếp cái mã cổ phiếu thứ hai nó là mã cổ phiếu plc nó là chuyên phục vụ cho gì uh, ngành rải uh, thảm đường đó thì cái con plc khi nó đánh nhá các anh chị nhìn nhé nó đánh khá là sốc Và cái cách đánh của nó là nó đánh dốc luôn Đó, Thì đây cũng là như vậy Các anh chị nhìn thấy hình chữ V Hiện tại đối với con PLC Sau một cái nền tảng tích lũy tương đối là tốt Ở biên 20-21.5 Thì nó đã có một cái nến đẩy lên Như vậy tuần tới thì Hùng đã có phân tích uh, Trên nhóm cho các anh chị đây này Đó, uh, PLC Rất là chi tiết luôn <laughs> Thì tuần này tuần này là bắt buộc nếu như chúng ta mua thì chúng ta phải mua quanh vùng giá 24 không còn giá ấy nữa đâu không còn giá 22 nữa đâu mà phải vùng 24 rồi đó những cái điểm test là quanh vùng 24 ổn định như vậy chúng ta sẽ ngắm cản 28 đến khoảng vùng 30 về đến đây thì chúng ta chốt tạm đã vậy nhịp sóng này thì tạm tạm như vậy sau đó thì chúng ta sẽ phân tích tiếp xu hướng ở máu cổ phiếu thứ ba đó là BCC nó là xi măng xi măng cũng chiếm một cái tỷ trọng rất là cơ bản ở trong đầu tư công thì đối với nhóm này với với cổ phiếu này đã sau một cái nhịp tăng uh, nhịp nhịp tăng một đây thì nó đã hình thành được cái biên tích lũy 7.6 đến vùng 8 và trong tuần này thì nó tiếp tục đẩy lên được quanh 10 và nó đang có những cái điểm test kỹ thuật lại ở quanh vùng Đó, hôm nay là nó, nó, hai cây nến nó rung lắc ở quanh 10 các anh chị đấy là rung lắc ở vùng kháng cự thì tuần tới nó sẽ chỉnh cung nếu mà chỉnh sâu thì quanh vùng 9 chúng ta có thể đặt thòng ở những cái vùng giá mua ví dụ như vùng 9 vùng 9.5 Mục tiêu là break cản 10 và hướng về ngắn hạn thì đâu đó ở khoảng mười 12 thì đây là ba cái mã cổ phiếu của ngành đầu tư công. À, vật liệu đầu tư công các anh chị lưu ý. À, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ phân tích sang một cái nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành dầu khí. Thì nhóm ngành dầu khí là nó phụ thuộc vào VFTI và trong cái tuần vừa qua thì VFTI nó rơi hơi kinh, mà mặc dù như vậy nhưng nhóm dầu khí nó đã giữ được cái trạng thái cái trang kỹ thuật cực kỳ tốt phải nói là như vậy đấy các, anh chị có thể nhìn thấy là với FTI sau khi mà nó bật lên được khoảng vùng 80 cộng ở đây thì nó rơi và nó lại rơi nó lại test lại cái cái diện cái 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 cái, uh, cái 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 cái, cái 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 vùng ở đây tức là nó test lại sâu ở khoảng quanh vùng 73 vùng này vùng mấy ta xem lại nào 72.5 anh chị đó 72.5 tức là nó rơi khá là sâu và Ờ, nhóm P của chúng ta thì vẫn giữ được phong độ tốt ở trong tuần vừa qua như vậy là rất là tuyệt vời và đối với nhóm P thì ông có phân tích ở uh, uh, một số bốn cái mã cổ phiếu chủ lực bốn uh, cái mã cổ phiếu chủ lực ví dụ như là uh, đối với uh, mã cổ phiếu PLX thì được phân tích từ uh, từ ngày bao nhiêu 30 tháng 11 một à? ạ Đó anh chị thì tất cả các cái mã cổ phiếu mà được phân tích ấy, thì gần như là nó sẽ được nó sẽ được lưu lưu hết ở đây. Đấy thì ví dụ như vậy đối với PLX. Đây từ ngày 30 tháng 11 là chúng ta đã nói đến uh, một số các cái mã cổ phiếu chủ lực tương đối là chủ lực của nhóm P. À, thì đối với GAT nó là mã cổ phiếu nó mang tính chất là kéo chỉ số thôi anh chị nhé phân tích để các anh chị nắm được thôi. Vùng hỗ trợ 101 102 khả năng tuần tới thì sẽ kéo lên quanh vùng 108 rồi lại nhổ lại ở đây thôi, lại nhổ lại test lại quanh vùng 103 104. Sau đó thì khỏe khỏe thì có thể hướng lên được vùng 110 112. hai à, mã cổ phiếu thứ hai à, à, mã cổ phiếu đầu tiên ở trong nhóm P mà khuyến nghị các anh chị à, chiến đấu đó là PLX. Từ ngày 30 tháng à, 11 tức là đầu tháng 12 đầu tháng 12 thì bắt đầu có những cái phân tích kỹ thuật của em này ở quanh vùng 28.5 đến khoảng quanh vùng 29 Ok anh chị và sau đó thì nó chúng ta hướng cản kỹ thuật đầu tiên là 32.5 và trong tuần này thì nó rất là tuyệt vời p đã đè vùng 32.5 và bắt đầu có một cái bước đi lên À, sau một cái nền kéo mạnh như vậy, PLX có thể kéo về à, điểm test đầu tiên là 34.7, điểm test kỹ thuật thứ hai đó là quanh vùng 34. À, với những cái tài khoản mà đã mua, các anh chị à, mua theo những cái khuyến nghị phân tích cùng Lê, các anh chị có thể canh gom thêm và chúng ta sẽ ngắm cản tiếp theo đó là quanh vùng 37. Mã cổ phiếu thứ hai, à, chiến lược thứ hai ở trong nhóm này đó là mã cổ phiếu PVS. Thì đối với PVS chúng đã có phân tích cũng rất là chi tiết. Ví dụ như khi mà PVS rơi về vùng 17.5 đến vùng 18, tại đây chúng ta có phân tích vùng hỗ trợ. Và chúng ta nâng lên cái target 1 lên vùng 24, 24.5 Hoàn thành xong thì bắt đầu có một nhịp chỉnh cung à, Nhịp chỉnh cung này thì cũng có phân tích khá kỹ ở vùng 21, 21.4 Tại vùng hỗ trợ kỹ thuật này thì hiện tại PPS đang xây khá là ok à, Tuy nhiên cái lực cầu thì nó chưa được như kỳ vọng Lực cầu của PPS nó phải nổ khoảng tầm độ 10 đến 12 triệu cổ phiếu trên một phiên Thì khi đấy nó mới nó mới phê được đó, nó phải nổ lên trên này và với tín hiệu này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng nhịp này thì pPS lại hướng lại cản vùng 24 đến khoảng vùng 24.2 mã cổ phiếu thứ ba chiến lược thứ ba đó là mã cổ phiếu PVD các anh chị PVD thì hơi tiếc nuối một tí PVD trong phiên ngày hôm nay là nó lại có một cây nến nó đạp về vùng 18.4 không hiểu được ý đồ tạo lập họ đã họ đã làm rất tốt ở trong phiên giao dịch của ngày thứ tư ngày thứ năm và đến ngày thứ sáu thì họ lại tháo họ lại bỏ à, cũng không sao về mặt à, chiến lược thì cổ phiếu PVD vẫn còn à, những cái à, những cái quan điểm về mặt kỹ thuật tức là tuần thứ hai tuần tới thì biết đâu nó lại có một cái cây nến xanh để nó lấp lại cái gap này và nó lại kéo lại ở đây là vùng 19 ví dụ như vậy thì như vậy là vẫn là một đều đó ok anh chị và mục tiêu thì cũng đang hướng đến PVD nó sẽ kéo khoảng tầm 4 cây tức là nó hướng về cản khoảng 20.5 đến khoảng vùng 21 vùng đấy thì sẽ chốt mã cổ phiếu chiến lược thứ tư của nhóm ngành này đó là BSR <laughs> thì đối với BSR là gì chúng ta nhìn ở một cái tầm nhìn nó xa và nó dài một tí đó các anh chị nhé chứ chúng ta đừng có nhìn lướt lát những cái vùng ngắn như vậy nó sẽ rất là khó đánh đối với mã cổ phiếu BSR và trong tuần thì chúng đã có những cái khuyến nghị canh vùng 13 13 13 13 4 là túc tắc chúng ta nhặt và tuần này thì BSR bắt đầu có những cái động thái uh, tốt đẹp hơn và cái lực cầu của cổ phiếu đã bắt đầu rơi được 14 triệu 13 đến khoảng tầm 20 triệu cổ phiếu tức là gì lực cầu bắt đầu tốt lên và với một cái lực cầu bắt đầu ấm lên như vậy và đường má CD nó cũng bắt đầu có những cái tín hiệu chuyển mình chuyển pha xu hướng đó đường má CD bắt đầu hướng xanh như vậy là tốt rồi như vậy thì tuần tới chúng ta sẽ kỳ vọng uh, tiếp tục BSR sẽ công uh, công cản đó, công cản 15 lăm <laughs> Và sau đó thì chúng ta sẽ hướng đến vùng cản tiếp theo của BSR trong nhịp này Đó là vùng 10 Mười mấy đây này 10, 17, 16.7 Đó, BSR sẽ hướng về cản này Được, ok, đẹp Về đây thì nó lại Nó lại chỉnh cung một tí rồi căn cứ vào cái nhịp chỉnh cung ở đây chúng ta sẽ phân tích tiếp những xu hướng của BSR hiện tại đang là rất là ok rồi và và có một mã cổ phiếu trong nhóm ảnh này đó là Povk thì mới xuất hiện điểm mua đó xuất hiện điểm mua trong cái phiên giao dịch của ngày hôm qua Povk <laughs> thực ra cái Povk thì nó 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 có cái Hôm qua POVK ngày 19 tháng 10 đó biên 10.8 đến biên 11. 10.8 đến biên 11 tiếp tục gom và trong phiên ngày hôm qua ngày hôm qua. <laughs> phiên ngày mùng 3 tháng 1 kéo. Đây. Đó, có phân tích này là phiên ngày mùng 3 tháng 1 kéo này và sau đó thì nó đang có hai cây nến test và tại cái thời điểm mà phân tích đâu đó thì khoảng tầm gần mấy giờ mới trước 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 uh, chuẩn bị vào phiên giao dịch ok chuẩn bị vào phiên giao dịch của ngày hôm qua đó thì ngay lập tức là khi mà POVK nó đang giao dịch ở đây tức là sau một cái phiên test của ngày 3 tháng 1 đó, kéo lên thì nó đang có hai cây nến test rất đầu ok và sau đó thì uh, tại cái thời điểm mà uh, uh, POVK đâu đó ở quanh vùng 11 10 5 tức là đầu phiên giao dịch chúng ta khuyến nghị luôn uh, chúng ta cân luôn <laughs> và kết phiên thì POVK đã tím phiên ngày hôm nay thì nó tiếp tục đánh lên ở trên vùng 12 cộng và nó suýt soát là tí nữa thì đẹp nhưng mà cũng không sao vẫn còn đẹp bởi vì sao bởi vì vùng 12 này 12 này là vùng kháng cự 12 12 5 là vùng kháng cự nên nó có quyền chỉnh và tuần tới thì nó có quyền chỉnh về đâu đó khoảng quanh vùng 11 phải vùng 11 ta à, không phải 11 đâu các anh chị xin lỗi 11.4 đến khoảng vùng 11.5 <laughs> Tích lũy thành công ở vùng này, đường MACD ngon rồi, đang đỏ chuyển sang xanh là đẹp rồi. Tức là gì? Cơ hội cổ phiếu này tăng điểm đã bắt đầu mở ra khi mà đường mà sẽ đi hướng xanh. Và POVK thì chúng ta uh, nhóm nó vào ngành điện các anh chị, ngành điện thì tí nữa sẽ phân tích. Hoặc là sau cái cái nhóm P này thì cũng sẽ phân tích ngành điện luôn cho các anh chị để các anh chị nắm được. Uh, cổ phiếu OI, OI cũng đẹp rồi. OI như vậy là sau một cái thời gian tích lũy đó, ông nó nói đây, 7.5 7.7 thì cái tốt tác gom thậm chí là anh chị em nào mà 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 gọi là khéo thì còn còn mua được oi ở khoảng quanh vùng 7.4 đó. đó chúng ta cứ đặt những cái vùng hỗ trợ sâu sâu này thôi <laughs> và hiện tại bây giờ là 8.4 rồi 1 1 chia cho 7.4 1000 mà chia cho 7.4 ngay anh chị 13% làm gì cho nó lại gửi ngân hàng một năm được có 10% thôi một nhịp nho nhỏ này chúng ta làm 13% rồi mà chắc chắn là nhịp này nó sẽ hơn không phải 13 đâu khả năng là với xu hướng hiện tại thì oi sẽ kéo về 9 À về chín xong đó thì nó sẽ chỉnh test lại một tí ở đây. Rồi xa hơn thì chúng ta có thể ngắm về cản 10. Như vậy là khoảng quanh vùng 7 mà lên được vùng 10 như vậy là một nhịp chạy tương đối thành công. Đó, nếu như mà nó hoàn thành được cái target 10 đó các anh chị thì như vậy là cũng quá là thành công rồi. Các anh chị có thể chia phần trăm ra thôi là chúng ta sẽ hiểu được là cái sự thành công của nó như thế nào. <laughs> à sẽ phân tích thêm nhóm cổ phiếu ngành điện các anh chị nhé ngành điện thì ngành điện chúng ta có mã cổ phiếu PC1 PC1 cũng được phân tích khuyến nghị đầu tư rất là sớm PC1 <laughs> 3 ngày 14 tháng 12 hiện tại nhóm điện ngày 12 tháng 12 có những cái mã cổ phiếu PC1 đó 2 ngày ba ngày đó pc 1 break 22 cộng thì mua full điểm cuối gách thì cứ túc tắc từ từ geg -E lực đi rất tốt ngắm cản 18 bữa cản 14 thì sẽ biến test kỹ thuật ăn thêm và cản 18 thì đối với nhóm ngành điện ủng có 3 mã cổ phiếu và ngày hôm nay thì có thêm POVK những mã cổ phiếu tương đối là chiến lược. Thì đối với PC1 sau khi mà nó hình thành được cái nhịp tăng ở đây và nó có những biên test kỹ thuật ở vùng 18 19 rất là đẹp ở đây thì cũng đã ngắm đến PC1 tương đối là sớm. Và chỉ chờ cái cơ hội là PC1 đánh break vùng 22 cộng thôi để mà vào full cổ phiếu thôi thì trong phiên giao dịch của ngày thứ ba à thứ tư thì PC1 đã break vùng 22 và hiện tại thì nó đang có một cây nến bao trùm nói chung là kỳ vọng là như vậy cây nến bao trùm à, ngắn hạn thì chúng ta tiếp tục ngắm cản POV kép à, P, à PC1 ở quanh vùng 26 26.5 đến khoảng quanh vùng 27 à, cổ phiếu thứ hai đó là mã cổ phiếu GEG GEG cũng sau một cái nhịp tích lũy nó tương đối là tốt đây nó tích lũy này và nó break được cái vùng 14 ở đây đó, khi break được vùng 14 rồi thì như vậy là cái câu chuyện của GEG nó đánh sẽ rất là tốt theo quan điểm của như vậy. Những cái điểm test kỹ thuật quanh 15 như vậy là đẹp. Và chúng ta chờ đợi thôi, chờ đợi một cái cây nến xanh xanh nhẹ hoặc là xanh càng, càng 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 mạnh càng tốt. Đấy, nó đè lại ở vùng ở đây là vùng 16 cộng như vậy là chúng ta sẽ hướng cả 18 đối với GEG. Gách thì trong thời điểm hiện tại nó đang tích lũy uh, nên là các anh chị cứ túc tác từ từ đối với gách thì các anh chị có thể trong một phiên các anh chị có thể đạt 11.5, 12 và 12.5 đó là những cái cái vùng giá kỹ thuật mà chúng ta có thể đặt hoặc là vùng 12.7 đấy là những cái điểm mà nó sẽ test cung lại. Uh, chúng ta hạn chế đua xanh và những cái uh, điểm test kỹ thuật như vậy nó sẽ đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng để giúp cho thị trường của chúng ta, à, giúp cho cổ phiếu của chúng ta, giúp cho những cái điểm mua của chúng ta uh, rất là ok, happy. ok bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái nhóm ngành hết sức là quan trọng đó là nhóm ngành bất động sản xây lắp hạ tầng đầu tư công thì uh, sau một cái nhịp chỉnh giảm uh, trong cái nhịp vừa qua thì hiện tại thì Hùng nhận diện thấy rằng là nhóm ngành này bắt đầu có một cái nền tảng tích lũy tương đối tốt nó chỉ cần có một cái thông tin nào đó thôi tích cực dành cho nhóm ngành này thì khả năng cái sự bùng nổ của nó sẽ là rất lớn và khi nhóm ngành này bùng nổ thì nó sẽ có một cái hỗ trợ cực kỳ là tích cực À, cho thị trường, đấy là một cái sự kỳ vọng à, của nhóm ngành bất động sản sẽ lắp đầu tư công ở trong cái thời gian tiếp theo. À, đối với DIG đó thời điểm hiện tại thì như vậy là DG đã tích lũy tốt ở vùng 13.4 cộng và ở đây chúng ta có biên 14 7 15.5. Như vậy tuần tới thì khả năng thì cái xu hướng về mặt xu hướng kỹ thuật thì thì, thì DG nó chưa chưa bật được. Bởi vì sao? Bởi vì là cái, cái 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 lực 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 đi đây này, cái đường lực đi này nó chưa thoát được, chưa thoát được nhịp đó thì nó phải cần có một cái cái cây nến à, nó cần có một cái cây nến gọi là cây nến bứt thoát thì khi đó thì chúng ta mới 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 có một cái sự kỳ vọng cao hơn và cái vùng test kỹ thuật của à, DG vùng 14 bảy đến vùng 15.5 à, sell ngày hôm nay nó gặp à, nó gặp tuần này nó gặp cái cản chéo ở đây chính vậy nên là nó đã có 3 phiên giao dịch mà nó không break được cái cản chéo ở đây quạnh cản chéo của nó nằm ở khoảng quanh vùng đây nơi cây nến ngày cao nhất là quay vùng 21.5 <laughs> thì nó quay trở lại test như vậy tuần tới thì khả năng là sao sẽ test nhìn một nó lại quay lại đây thôi nó sẽ kiểm tra lại vùng 19.5 à, sâu hơn thì lại ở đây là chúng ta có biên 17 17 17 17 3 này trong tuần là nó nó test 17 17 3 nhưng mà nó test không thủng chính vậy nên là chúng ta sẽ không có vùng 14.5 đó, trong trường hợp nó test thủng thì khi đó chúng ta mới tính toán là vùng 1.5 nhưng nó test không thủng thì nó lại bật tăng trở lại khỏe thì test lại quanh vùng 19 năm <laughs> yếu yếu hơn thì test lại ở đây là lại quanh vùng 10, 17 mấy nhỉ xem lại cái điểm này á. điểm này là 10 18 3 Quanh vùng 18 3 đấy là hai cái điểm test kỹ thuật của xe ở trong tuần tới ta sẽ chờ để chúng ta đánh giá HBC thì đang có nội chiến nên là nó những cái tin lình xình nên nó khó ở khi mà nội bộ nó không đoàn kết hoặc là nội bộ nó lục đục giống như anh em nó lục đục ấy, thì các anh chị thì làm sao mà làm ăn được ví dụ như thế thì như vậy là khả năng tuần tới sẽ test lại vùng 8.5 và trong trường hợp thủng vùng 8.5 thì như vậy là chúng ta phải tính toán một cái kịch bản nó xấu hơn đó là nó có thể quay trở lại vùng 6.5 để nó kiểm tra cung cầu bởi vì phiên ngày hôm nay là lực bán tương đối là mạnh tức là cổ đông người ta không happy nữa đó và may ra về đến cái vùng ở dưới này tích lũy lại thì cái đó nó mới bật được Đất xanh ngắn hạn Chúng ta vẫn có vùng Ở đây là vùng 11.5 đến vùng 12 à, Vẫn đang là vùng hỗ trợ kỹ thuật tốt 11.5 11.5 vùng 12 hỗ trợ tốt Tuần này có lực bật lên Tuy nhiên là nó lại chưa thể đủ mạnh Và nó đang quay trở lại những cái điểm test Và điểm test tích cực là nó sẽ giữ lại được ở trên vùng 13 tuần tới thì chúng ta sẽ đánh giá quanh vùng 13 ở DXS ở đây thì chúng ta vẫn có vùng 6 6.3 6.6 là vùng tích lũy và hiện tại cổ phiếu này vẫn đang tích lũy và đi ngang ờ, hiện tại thì chưa có cái cái dòng tiền đột biến và nó vẫn cứ đi ngang được như thế này thì vẫn là những cái 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 giai đoạn mà cổ phiếu đi sideways thì không biết là nó đi sẽ đi một tuần một tháng hay là nó đi như thế nào nhưng tóm lại là vẫn đang tích lũy và với một góc độ là các anh chị mua điểm mua tích lý thì chúng ta mua từ từ Và chờ đợi những cái điểm vượt thoát Đó cái đó thì chúng ta sẽ Tăng tốc thêm SCR thì trong tuần đã test về vùng 5.5 có lực long lên nhưng mà hai ba cái nến Như thế này thì tuần tới nó lại quay về vùng 5.5 rồi Thậm chí là điểm sâu hơn thì chúng ta có thể tính toán ở đây đó là suy soát ở 4.8 vùng 5 và vùng 5.2 đấy là những vùng có thể dự dự dự, dự đoán trước cái khả năng uh, cổ phiếu có thể quay trở lại LDG xu hướng chủ đạo thì vẫn đang tích lũy đi ngang ở quanh vùng 4 đến khoảng vùng 4.2 lực cầu đang tương đối thấp chứ vậy nên là sẽ cần thêm tín hiệu để đặt chúng ta đánh giá C2 <laughs> C2 thì ở trong nhịp này C2 đang giữ tốt được ở vùng 12 12.5 đồng thời thì nó cũng đã va vại vùng cản ở đây là cản 14 nó có cản 14 sau đó cản 15 15.5 đó là hai vùng cản và cản thứ ba là nó cản 17 hiện tại nó đang va vào vùng cản 14 chỉnh cung tích lũy lại khoảng quanh vùng 13 13.2 rồi lại công 14 và nó sẽ cần thời gian bởi vì lực cầu đang khá là thấp và nó cần thời gian để nó đang hình trang cư ở đây trước khi có những lực cầu mà mạnh mẽ hơn 577 Trong tuần vừa qua có lực tăng tương đối tốt Và va vải cản 14 Nên nó đang chỉnh cung trở lại Như vậy tuần tới lại vùng 12.5 đến khoảng vùng 13 à, Các mã cổ phiếu mà liên quan đến đầu tư công Gồm có mã cổ phiếu FCN <laughs> Tuần này cũng đã giao dịch tương đối tốt Như vậy là gì Biên 8.7 đến biên 9 à, Nó đã giữ 8.7 đến 9 8.7 đến 9 đã giữ tương đối là tốt trong hai tuần giao dịch vừa qua và nó bắt đầu có nhịp đánh lên ở khoảng quanh vùng 11. Ba cây nến test xung quanh vùng 10.3 như vậy tuần tới thì khả năng nó sẽ lấp về quanh vùng 10. Và tại vùng 10 này thì cũng sẽ căn cứ tín hiệu để chúng ta đánh giá thêm. Uh, VCG lực tăng khá là tốt ở trong tuần vừa qua và như chúng ta đã có phân tích biên hỗ trợ kỹ thuật 15.5 đến biên 16 đã phát huy tác dụng ở trong nhịp này và từ đây thì nó bắt đầu có một nhịp long lên Và đồng thời thì chúng ta cũng thấy rằng là cản 20, 19, 4 đến vùng 20 Đây là các anh chị và về đến đây Thì nó bắt đầu gặp cản và cây đến ngày hôm nay thì nó không thể break cản Và nó quay đầu giảm điểm Với việc quay đầu giảm điểm như thế này thì vùng 17.8 sẽ là vùng để chúng ta tiếp tục đánh giá Các khả năng chịu tải ở vùng này, tích lũy được thành công của vùng này Như vậy thì chúng ta sẽ có thêm những cái phương án tối ưu hơn cho VCG trong nhịp tiếp theo <laughs> lcg cũng đã có một nhịp uh, tăng tốt và nhịp này như vậy là lcg đã tăng vượt kỳ vọng các anh chị nó tăng được lên đến trên vùng này tức là nó đã break đỉnh đây đó thì cái, cái 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 câu chuyện là cái cách mà cổ phiếu đây chúng ta sẽ nói sâu hơn một tí về cái con này khi mà nó chạm cản và con này là nó break cản break cản và sau đó thì nó test cản và đây đang là những cái nhịp test lại cản như vậy là lcg nếu như trong tuần tới mà nó test không thủng tám và cổ phiếu lại quay đầu xanh trở lại đó, như vậy thì lcg sẽ bắt đầu một cái trend kỹ thuật nó sẽ break tiếp cản chín và hướng về cản 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 này này cản 10.5 này là cản tương đối to đấy các anh chị này ok cản 10.5 là cản to đấy đấy cản này là một cản mà sẽ tốn tương đối là giấy mực đó, tương đối là công sức để mà có thể break ca tạm thời là như vậy và trang kỹ thuật của LCG thì cũng đang là gì ạ? Đang là một uptrend. Đấy, nó đang xây một cái uptrend tương đối đẹp ở đây. Đó. Và Cổ phiếu C4G phiên ngày hôm nay hơi tiếc nuối. Đấy, tiếc nuối. Khi mà đã có những cái thời điểm nó công lên được vùng 11 rồi. Như vậy C4G ở trong nhịp này. Ở vùng 8.2 đến vùng 8.5 đã trở thành biên hỗ trợ tốt và trong tuần vừa qua thì chúng ta nói đến biên 8.9 đến vùng 9 đó là những vùng có thể canh gom thêm. Nhịp này nó đẩy lên được 11 cộng và nó đang test cung và nhịp test cung tuần tới ở vùng 10.2 đến vùng 10.4. Kỳ vọng là là không thủng 10.2 nhá. Đó, không thủng 10.2 là ngon. Nó cứ lững thờ lững thững ở trên 10.2 và sau đó nó cất lại và nó đè lại được khoảng vùng 11.5 thì đấy là kỳ vọng thôi. À khi mà nó đè được 11.5 rồi thì chúng ta sẽ có những câu chuyện nó dễ thở hơn đối với C4G, tức là chúng ta sẽ hướng về cản 13.3 đến khoảng cản 14. Đó một cái cái điểm cản nó đẹp hơn và và nó cũng thuận thiên thôi à, hiện tại thì lực cầu của cổ phiếu vc 4 g cũng đã khá là tốt rồi à, đường macd à, tuần trước cái chuyển đỏ và tuần này bắt đầu chuyển xanh như vậy là cũng tốt rồi đấy nó đấy là những cái tín hiệu mà giúp cho chúng ta có thêm cái kỳ vọng khi chúng ta cầm cổ phiếu ok các anh chị nam long năm trong tuần thì nó cũng đã tăng nhưng mà nó lại gặp cái cản này nên là đuối rồi ba cây này đuối tuy nhiên là nó cũng nó cũng có cái thế đánh của nó tức là trong cái thời gian này thì nó đang tích lũy và 28 28.8 uh, tiếp tục là biên hỗ trợ kỹ thuật tuần cho tuần tới của Nam Long và như vậy tích lũy thành công ở vùng này thì lại đẩy lên vùng 32 cộng rồi uh, có thể là nó lại test lại này rồi có một cái ngày nào đó đẹp trời đúng không ạ và thị trường đẹp rồi nhóm bất động sản đẹp và nó đồng thời nó đánh break vùng 34 À, thì đấy là một cái điểm uh, Điểm break Và khi mà nó thủng vùng 34 Thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng 39.5 Đến khoảng vùng cản 40 Đó Đơn giản thì có như vậy thôi Và những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này Rất là quan trọng này Vùng 27 Nói chung là không thủng vùng 27 Là cứ cầm Cả kê thôi các anh chị nhá Kệ nó Không có sao cả Còn thủng 27 thì thôi Bỏ đi Bán Nếu chúng ta đang cầm là bán Quan điểm là như vậy Bởi vì sao Bởi vì khi mà nó đã thủng vùng 27 rồi ấy, Thì như vậy là À, cái cơ hội để mà nó tích lũy lại ở trên vùng cao nó sẽ không có mà khi mà nó thủng 27 rồi ấy, thì xu hướng nó sẽ về 21 đến khoảng vùng 22 vậy thì tại sao chúng ta phải ôm lại cổ phiếu đúng không ạ khi mà nó bị phá như vậy thì thay vì chúng ta bán ở trên đấy đi và chúng ta chờ về đến vùng 21 22 là ở dưới này đúng không ạ à, tích lũy thành công hoàn toàn là hoàn ở đây rồi chúng ta gom lại như vậy có phải chúng ta lợi không đúng không vậy thì cứ trên vùng 27 cộng <laughs> thì chúng ta cứ cầm Uh, KDH, KDH trong tuần uh, hiện tại thì KDH đang tích lũy khá là hay nhá. Nhịp sóng 1 đánh từ vùng 18 lên vùng 30. Quá là đẹp luôn. Chỉnh cung và cái nhịp chỉnh cung này này chúng đã có phân tích cho các anh chị rồi này, vùng hỗ trợ kỹ thuật 23.5 đến vùng 24.5. Quá đẹp. Quá đẹp và các anh chị, quá đẹp. Và nó bắt đầu công lại cản này. Đấy, thứ sáu tuần trước nó công lại cản 28.5. Và tuần này thì đang móp mép tiếp tục cố gắng công cản 28.5 thực ra ở đây á cái 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 nhóm nhóm bất động sản nó chưa thuận lắm tuần này nó chưa thuận lắm nó phải cần thêm cái sự tích lũy nữa và như vậy là chúng ta với cái góc độ đi như này thì chúng ta tiếp tục kỳ vọng đây này là nó lại tiếp tục ở đây cản của nó là vùng 31 lại hướng cản 30 31 ở đây đó rồi rồi từ đây là chúng ta lại phân tích tiếp đấy phải lên được đến đây để phân tích để chúng ta xem được là à ông có break được cản không rồi tín hiệu như vậy thì chúng ta có ngắm lên được 34 35 hay không thì chúng ta sẽ cần thêm tín hiệu nhưng ở cái tín hiệu kỹ thuật ở đây là vẫn đang khá là ok để có thể ngắm lên cả 30 31 Hà Đô cũng đang tính lũy tương đối là đẹp đó vùng hỗ trợ kỹ thuật 288 đến vùng 30 mươi các anh chị gom đúng không đơn giản là có như vậy thôi và vùng kháng cự ngắn ở đây này 35 36 chấm 5 này đó thì hiện tại là gì hiện tại là chúng ta vẫn đang có thể ngắm cản 335 35 chỉnh cung và sau đó thì cái nhịp chỉnh cung này nó rất là quan trọng để giúp cho chúng ta đánh giá cái xu hướng tiếp theo của Hà Đô. Góc độ kỹ thuật thì Hà Đô vẫn đang tích lũy ở vùng đáy, vẫn đang tích lũy ở vùng đáy và quan điểm của Hùng thì Hà Đô vẫn đang hình thành một cái sóng tăng. Tức là một cái uptrend ở đây đang chúng ta nhìn thế này, tức là đại loại nó vẫn đang có một cái một cái uptrend. Nhìn trên mặt kênh xu hướng thì nó đang tạo một uptrend và chính vậy nên là chúng ta hoàn toàn có thể nắm giữ vị thế và Căn cứ những cái điểm chỉnh cung về vùng hỗ trợ kỹ thuật thì chúng ta canh gom thêm HDC Đó HDC thì đây tuần trước test về 2728 quá ngon gom thôi Tuần này thì tiếp tục có biên 30 đến khoảng biên 30.5 Tuần tới thì khả năng cũng như vậy thôi sẽ có biên 30-30.5 chúng ta gom thêm Mục tiêu sơ sơ lại ngắm lại vùng cản 36 Các anh chị có nhớ là khi mùng phân tích cổ phiếu HDC ấy, Lòng phân tích vùng 37, 38 này là cái cái vùng kháng cự của nó đúng không ạ? Đó Và từ vùng kháng cự này thì nó đạp xuống và vùng này hồi lên Nhưng hồi lên cũng lên được 36 thôi và nó đạp lại Đó, Đạp lại thì chúng ta có phân tích là vùng 30 này 30.5 gom này Vùng 2 2, 2, 2, 2, mấy đây ta? 27, 28 gom này Đó, đạp lại những cái vùng hỗ trợ gom Gom xong rồi nó đạp đạp lên đến thế này thì để bán bớt đi ờ chỉnh cung lại gom nói chung là trong cái trường hợp mà cổ phiếu nó không tăng mạnh được thì chúng ta đành phải đánh những cái nhịp ngắn ngắn như vậy thôi năm mười phần trăm đẹp rồi các anh chị đừng có tham rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang một cái nhóm ngành tiếp theo có thể gọi là nhóm ngành anh cả của chúng ta đó là nhóm banh thì đối với nhóm banh thì chúng đã có định hướng uh, chiến lược từ ngày 13 tháng 10 các anh chị có thể nắm lại và chúng ta có thể xem lại tất cả những cái phân tích về nhóm banh từ ngày 13 tháng 10 và đến thời điểm tại thì nhóm anh vẫn đang tiếp tục là anh cả của thị trường nó là một cái nhóm ngành để giúp cho uh, giữ nhịp cho thị trường ở tại những cái thời điểm khó khăn nhất những cái thời điểm mà thị trường cần nó nhất thì nó xuất hiện Việt có banh là một mã kéo chỉ số thôi và tuần này thì nó đã kéo bật lên được vùng 82 cộng có thể hướng tuần tới sẽ hướng đến vùng 85 đến khoảng vùng 86 <laughs> MBB, MBB thì hơi tiếc nuối một tí, ngày hôm nay thì nó đã đè được lên vùng 18.5 cộng nhưng mà đóng cửa thì không được phiên cao nhất. Như vậy tuần tới thì MBB có thể test lại ở trên vùng 17.8 cộng và mục tiêu thì tiếp tục công lại cản ở đây là vùng 19 19.3. Và thủng cái cản này thì khi đó chúng ta đi phân tích tiếp. <laughs> VB Bank VB Bank cũng anh chị có thể canh gom thêm được rồi. VB Bank nhịp này ấy, là nhìn về mặt thế trận là nó cũng đã diện nó đã vượt thoát được những cái vùng kháng cự ở đây đó là vùng 18.6 và nó có hai cái nến test ở trên vùng 18.6 phiên ngày hôm nay cũng như vậy vi banh rất là mạnh đó nhưng mà kết phiên thì hơi đuối hả không sao cả tín hiệu đường mát vẫn đang đẹp Đấy, tín hiệu đường mát của tất cả các mã cổ phiếu ngân hàng hiện tại đang rất là đẹp chưa có vấn đề gì ở tuần tới thì nó sẽ có thể test lại cản ở đây là 10 18 6 18 7 188 các anh chị có thể gom thêm mục tiêu ở nhịp này thì Vbank sẽ công cản 20 đấy Vbank sẽ công cản 20 bit một mã cổ phiếu mà chúng ta đã phân tích một cái trang kỹ thuật tương đối là dài từ vùng giá 29.5 đến vùng 30 và lần lượt đưa được lên target 41.5 đến 42 sau đó thì đối với bit thì cũng đã có lưu tâm với các anh chị vùng 38 đúng không ạ tức là thủng vùng 38 thì chốt nhưng mà không thủng vùng 38 thì các anh chị cứ cầm đó. và trong tuần trước thì bit lại tiếp tục công cản 41.542 nó chỉnh cung một phát và tuần này lại tiếp tục công với một lực cầu à, tương đối là tốt và một điều đáng chú ý đó là đường MACD lại xanh đường MACD lại xanh tức là cơ hội mở ra đối với BIDV tích lũy vùng 40 40.5 để có thể break cản 42.5 và hướng cản 44 đó chúng ta đang ngắm thêm một cái target nó cao hơn như vậy là sau cản 42 thì chúng ta ngắm lên cản 44 các anh chị nhá Công thương hiện tại cũng đang rất là ok Ok các anh chị đẹp rồi Công thương ở nhịp cũ này thì cũng đã ngắm cản 29 <laughs> Sau đó nó có bước nhịp chỉnh cung uh, Nhịp chỉnh cung thì có hai điểm chỉnh 26.7 Và điểm chỉnh sâu là vùng 26 262 Nhịp này nó đã tiếp tục long và phiên ngày hôm nay thì tiếp tục công lại cản 29 nhưng mà công không thành. Như vậy tuần tới các anh chị lưu ý biên 28 nó sẽ test lại quanh biên 28 ở đây. À, với một mục tiêu lực cầu tiếp tục duy trì khoảng tầm 8 đến 10 triệu cổ phiếu và công thương sẽ break cản 29 để ngắm lên cản 30.5. Như vậy là sau cản 29 thì đến tuần này thì hùng đã chính thức ngắm lên cản 30.5, tức là chúng ta đang kỳ vọng sóng tăng. Ok các anh chị. Đó. Techcombank thì hơi đuối con cá chuối nhưng cũng không sao cả. À, cứ bình tĩnh, nó test không thủng vùng 25.5 là được. Tuần này bắt đầu công lại vùng 27.5. Hơi tiếc một tí phiên này đóng cửa trên vùng 28 thì đẹp, như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ ngắm cản 28.5 và lên khoảng vùng 30, tức là đây là cái kỳ vọng của Techcom ở trong tuần giao dịch tiếp theo. STB rất khỏe và đẹp. STB thì rất là đẹp trai. Thì đối với STP, ông uh, đã có những cái phân tích những cái vùng test kỹ thuật ở quanh vùng 22 điểm sâu thì chúng ta có thể tính toán ở vùng 21 21.3. Đó. Tại sao chúng ta lại lấy những cái vùng như vậy thì các anh chị đều hiểu rồi, chúng ta lấy những cái vùng hỗ trợ, đó là những cái vùng mà cổ phiếu có thể test được. Uh, có thể quay trở lại test. Đây là vùng 21 đây các anh chị, 21. À, chính là những cái vùng cản, à, khi mà cổ phiếu break cản rồi thì nó sẽ quay lại những cái vùng cản này nó test Và nó test trên cản thì đấy là một tín hiệu rất là tuyệt vời đối với mã cổ phiếu Phiên ngày hôm nay thì nó đè 24 năm rồi nhưng mà đóng cửa lại tụt 24.3, không sao à, Với cách đi này, với lực cầu này thì khả năng cái việc mà nó lấp lại vùng 25 cộng là cao Và nó sẽ ngắm lên, Ở nhịp này thì STB hoàn toàn có thể ngắm lên vùng 26 cộng Tức là khoảng vùng 26, 26.5 à, uh, Liên Việt Postbank phiên ngày hôm nay thì tuyệt vời rồi <laughs> Liên Việt Postbank trong nhịp cũ thì cũng có đề cập đến target ở vùng 13.8 đến vùng 14 nó đã hoàn thành cái target vùng phân tích ở ngày 12 mùng 9 tháng 12 mùng 9 tháng 12 thì nó đã hoàn thành target này và nó chỉnh đó chỉnh nhịp 1 ở đây là 12.8 và nhịp 2 là vùng 12 và nó chỉnh về đến nhịp 2 và sau đó thì nó bật long và trong tuần uh, bật long nhịp một thì nó lại test lại ở đây là vùng 28 13 rất là đẹp và cây nến kết tuần ngày hôm nay thì một cây nến gọi là 46 triệu cổ phiếu tức là một cây nến gọi là siêu siêu khủng hoảng về vôn và chính thức break cản chính thức break cản 14 như vậy tuần tới khỏe thì nó test về 14 yếu thì test về 38 trước khi mà uh, chúng ta có xây tiếp một cái target ở đây nữa hay không thì Hùng sẽ cần cái điểm test kỹ thuật này các anh chị điểm test kỹ thuật này sẽ là một cái mốc rất là quan trọng để giúp chúng ta nhận diện xem là nó có thể đi về cản 16 và cản 17 được hay không ở trong nhịp sóng này thì cần cái nhịp test này và nhịp test này rất là quan trọng và chúng ta sẽ phân tích thêm đó, tín hiệu ở tuần này thì các anh chị nhìn thấy này đường MACD xanh nhá sau đó đường MACD đỏ và bắt đầu tuần này thì tín hiệu đường MACD bắt đầu xanh rồi đó và khi tín hiệu đường MACD xanh đó là gì? Đó là kỳ vọng Đó là gì? Đó là cơ hội đó, Chúng ta sẽ có những cái cơ hội để mà cổ phiếu uh, Vượt thoát uh, Tăng giá quay trở lại Ok anh chị SHB cũng rất là ok Trong thời điểm hiện tại sau một nhịp sóng tăng một từ vùng 8 mà chúng ta đã phân tích được uh, Target 1 ở vùng 11.5, vùng 12 Chỉnh cung Chỉnh cung thì bây giờ cái quá trình chỉnh cung Là cái việc mà chúng ta dò tìm lại các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật nó rất là quan trọng Ví dụ như đâu đó có phân tích vùng 10.3 rồi vùng 10 và sau đó là 9.7 đến 9.5 Tức là mình dự phóng những cái vùng mà cổ phiếu có thể chỉnh cung về Để chúng ta đặt những cái điểm đó để chúng ta gom Tuần này là tốt rồi Phiên ngày hôm nay giao dịch 33 triệu cổ phiếu Mặc dù là không đóng cửa được ở vùng 11 Nhưng 33 triệu cổ phiếu là ok Là ok các anh chị Và tuần tới các anh chị có thể đặt thêm uh, Mua thêm một quanh vùng 10.3 đến khoảng vùng 10.5 Mục tiêu ở nhịp này thì cũng lại tiếp tục ngắm cản ở đây uh, Đơn giản như vậy thôi Chắc chắn là với cái sự lạc quan của nhóm ngành banh thì chúng tiếp tục kỳ vọng là SHB sẽ đánh về cản 11.5 vùng 12 hai à về đến nay nó lại nhún tiếp đó, nó lại nhún tiếp và cái nhịp nhún này để chúng ta xem thử là nó nhún kiểu gì để có break được hay không đó, nhún break hay không thì cái việc nhún này nó phải thỏa mãn điều kiện là nó nhún về trên vùng 11 thì nó sẽ break 12 để đi tiếp nhưng mà nó thủng 11 thì nó lại hỏng ví dụ như vậy đây các anh chị này Đấy, cây nến này là cây nến mà nó 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 không thể công lại vùng 11 cộng như vậy nên nó, nó, lại hỏng nó, nó chưa thể break được. Đơn giản thì có như vậy thôi. À, thêm mã cổ phiếu VX là một mã cổ à xin lỗi cả nhà, VIB là một mã cổ phiếu mà được khuyến nghị đầu tư. Trong tuần á thì V VIB đó, nó về quanh vùng 18 năm 18 6 và đặc biệt nôm na là vùng 19 19 3. Lực tăng thế này là tốt rồi. Ngày hôm nay là VIP đã xuất hiện một cây nến bao trùm. Đây là một cây nến bao trùm. Sau một cây nến tăng thì đây là một cây nến bao trùm nó bao trùm hết toàn bộ ba cái mút nến ở trước này. Như vậy là cực kỳ khỏe. Lực cầu tăng, lực cầu phiên ngày hôm nay đánh trên 5 triệu cổ phiếu là phê rồi. Như vậy á thì tuần tới nếu mà lực cầu vẫn tiếp tục duy trì từ 5 đến 10 triệu cổ phiếu và VIP tiếp tục có những cái lực tăng thì chúng ta sẽ ngắm cản 22. Và đối với VIP á, thì cái, 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 cái lực cái, cái mục tiêu của hùng nó lớn hơn nữa. đấy, cái mục tiêu hùng đang nói đây là nó phải lên được khoảng quanh vùng 37 38 ở đây. chứ không phải là những cái vùng thấp thấp dưới này thôi. Tất nhiên là để lên được cái vùng này thì nó cần những cái nhịp sóng nhỏ dưới này để nó tích lũy và nó những cái nhịp sóng như vậy thì chúng ta sẽ phân tích ở những cái điểm hỗ trợ và những cái điểm kháng cự để các anh chị có thể vào hàng và ra hàng. Đó. À, cổ phiếu TP Banh TP cũng hay. Nói chung TPBank khi chạy thì phê lắm bây giờ nó chưa chạy nó đang tích lũy thôi các anh chị nhìn thấy một nhịp tb nó đánh bên này này đi đâu mà vội mà vàng không chậm chắc quan điểm của như thế cũng không cần phải quá vội vàng quan trọng nhất là gì chúng ta bảo toàn được vốn đấy là điều quan trọng nhất trên thị trường chứng khoán nếu không phải chúng ta tìm kiếm lợi nhuận bảo toàn được vốn rồi thì khi đó chúng ta mới nghĩ đến cái tìm kiếm lợi nhuận đó TP hôm nay cũng hơi tiếc một tí lên được 23 rồi à, suy soát tí nữa thì nhún lên được vùng 23.5 như vậy tuần tới thì chúng ta vẫn hướng cản 23.5 24 và 24.5 còn chờ đợi một cái lực cầu mà để nó đánh break cản 24.5 thì chúng ta sẽ chờ thôi cái này thì chưa đến đấy cái, cái điều chờ đợi này thì chúng vẫn đang để ở đây và chúng ta sẽ xem khi nào thì tín hiệu kỹ thuật nó có Đó. thì chúng ta sẽ phân tích thôi OK, bây giờ thì uh, sẽ phân tích uh, sang một nhóm ngành tiếp theo, đó là nhóm ngành chứng khoán. Nó cũng là một nhóm ngành tương đối là quan trọng. VCI uh, có hai hỗ trợ, các anh chị lưu ý 22, biên hỗ trợ cái tuần 23 524 Tuần này nó có break lên và như vậy nó sẽ quay trở lại test đầu mút đến ở khoảng vùng 24.8 ở tuần tới. Test thành công thì chúng ta sẽ ngắm lại cái vùng cản kỹ thuật của nó ở đây đó là vùng 28, 28.5. Với mã VCI thì không có gì thay đổi cả. Ờ, nhịp trước thì cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi chúng ta nắm được rồi vnd ờ, VND cũng khá là tốt như vậy ngắn hạn thì VND có vùng 27 13 là hỗ trợ tuần này thì VND bắt đầu công lại cản 15 và nó công chưa thành tuần tới thì khả năng sẽ có những cái điểm test kỹ thuật quanh vùng 14 sau đó lại tiếp tục công cản 15 và tại cái vùng biên 14 15 đó thì chúng ta sẽ Uh, sẽ có thêm cái sự phân tích khi mà uh, có những cái tín hiệu vượt giá ra khỏi vùng này SSS uh, chúng ta có nói đến vùng 8.3 8.5 và trong tuần thì không biết cây này có phải là cây nến thật hay không cây này cũng khả năng là cây nến thật đấy nó có những cái điểm uh, sọt xuống khá là sâu và sau đó thì nó long lên đồng thời ở đây ngắn hạn uh, ngắn hạn luna na thì chúng ta có cái vùng cản ở đây là vùng 9 <laughs> cản tiếp theo là vùng 9.7 tuần tới khả năng thì nó sẽ có những điểm trả lại cung ở quanh vùng 8.5 đánh giá tiếp <laughs> SSI hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 17 đã thử tải thành công ở trong tuần trước tuần này thì nó tiếp tục break lên vùng 18 cộng ba cây nến test ở trên vùng 18.5 như vậy tuần tới thì cái xu hướng kỹ thuật nó sẽ test lại cản 18.5 à, test cản thành công tín hiệu kỹ thuật thành công thì cái đó thì chúng ta sẽ phân tích một nhịp long tiếp HCM ở trong tuần nó cũng đã thử tải thành công ở vùng 20 20.8 cái vùng hỗ trợ kỹ tuần này thì cũng đã có phân tích ở trong các bản tin gần đây nhịp long ngắn chạm cản 23 đây vùng này vùng này các anh chị này trong nhịp cũ thì cũng đã có phân tích cái cản vùng 24 24.4 này cho các anh chị đối với mã cổ phiếu HCM rồi và sau khi mà nó đạt cái cản đó rồi nó quay trở lại nó test tích lũy không thành công nên là nó đã chỉnh về đến tận vùng 20 và vùng 20 này thì cũng đã có phân tích. À, tuần tới à, cái xu hướng là nó sẽ đi ở biên 22 đến khoảng biên 23. Nó sẽ đi ở trong cái biên này để chờ đợi một cái tín hiệu kỹ thuật nó tốt hơn, tối ưu hơn. Chúng ta sẽ phân tích MBS ở giai đoạn hiện tại là giao dịch tương đối tốt vùng hỗ trợ kỹ thuật 12 nó đã tích lũy khá là thành công tuần này thì nó bắt đầu nó công cản 14 với cái cách đi của 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 MBS đó, đó thì chúng ta hoàn toàn có thể ngắm cản 16 và sau đó thì ngắm cản 18 ở trong nhịp này ở CTS trong tuần tuần trước nhỉ tuần trước đó, chúng ta đã phân tích thành công đến target 16 chỉnh công nhịp 1 nhịp 2 và cái điểm chỉnh cung dự kiến sớm nhất là quanh vùng 12 nhưng mà nó chỉ đi về đến đâu đó khoảng vùng 12.25 nó long lên và như vậy trong tuần thì nó đã có vùng hỗ trợ kỹ thuật 13 công cản 14.5 tuần tới thì chúng ta sẽ đánh giá tiếp cái khả năng chỉnh cung kỹ thuật lại của cổ phiếu CTS ở khoảng quanh vùng 13 13 3 đó về đến vùng này tích lũy thành công rồi khi đó đó là khả năng là nó lại tiếp tục nó lại hướng cản 16 ở con CTS này khi đánh á, thì thì cái tính đầu cơ của nó cũng rất là ok nó đánh những nhịp sóng đấy các anh chị này đó nó chỉnh tích lũy thành công và sau đó thì nhịp sóng cao này nó tỉnh tích lũy thành công và nhịp sóng cao thì ở đây nó cũng đang đi một cái kịch bản nó không khác gì như vậy đó, đó. đầu tiên nhịp sóng một và nó chỉnh thành công ở đây đang là những cái mút nến mà khả năng cao là theo quan điểm kỹ thuật cùng là về vùng 12 là một nhịp chỉnh thành công của 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 CTS đó nó chỉnh thành công và nó tích lũy ở đây thì tuần tới sẽ là tuần bản lề để giúp cho chúng ta nhận diện em a à, như vậy ông có break được vùng 16 không à, ví dụ như vậy và cái cách đi của nó khi nó break 16 thì nó sẽ hướng lên cản 18 19 ở đây rồi nó lại gì ạ nó lại chỉnh cung à, nó chỉnh cung thành công ở đây rồi nó lại break cản 20 cách đi của nó của thằng CTS là như vậy các anh chị nắm được để chúng ta uh, tận dụng và chúng ta tối ưu hóa được các cái nhịp uh, hỗ trợ vào nhịp kháng cự Vùng 17, 17.5 đối với BSI là vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần tới. Các anh chị có thể gom thêm ở khoảng quanh vùng 18. Mục tiêu thì chúng ta lại tiếp tục công cản vùng 21, 21.5. BVS đánh rất đẹp tuần trước đúng không? Khi BVS đóng cửa ở vùng ở đây, vùng 20.5 thì đã có phân tích một cái nhịp là gì? Kiểu gì ông này ông sẽ test lại cung. Các anh chị nhìn thấy cái mút đến đây này, đó có dự ở vùng 19.5 nhưng mà nó test sâu hơn, nó test đâu đó gần 19, đó tận 19 cơ rồi sau đó nó lại kéo long và tuần này thì ở phiên ngày hôm nay tiếp tục test lại vùng 19.5 như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá ở 19.5 khả năng cao về cái cách đi này thì nó sẽ hướng về cản tiếp theo nó là cản 22 và xa xa hơn nữa thì chúng ta sẽ ngắm cản 25 nhưng mà cản 25 thì từ từ đã chúng ta ngắm cản 22 trước agr hiện tại cũng đang tích lũy tương đối là ok ok anh chị đó Nói chung là AGR trên vùng 6.7 đến vùng 7 mà nó tích lũy được như vậy là tốt rồi ở tuần này thì có ở vùng 7.7 đến vùng 8 các anh chị có thể canh gom thêm và mục tiêu giống như ở đây nhịp sóng cũ là không có phân tích ở vùng 9.15 đến vùng 9.5 là kháng cự thì nhịp này cũng như vậy lên được đến vùng này thì lo lo mà chốt đừng có ham vui nữa đấy ham vui là ham vui ở những cái vùng dưới này này những cái vùng hỗ trợ này này lên đến cái vùng này là đừng có ham vui nữa ham vui là chết thôi chỉ có chết thôi sống là sao được VX ngắn hạn. Trong tuần thì đặt mua ở vùng 6.3, vùng 6.2, 6.3 nhưng mà không về đến nơi. Nó có một cây nến bật lên và như vậy tuần tới thì các anh chị cân thì có thể đặt điểm 1 ở 6.9. Điểm 2 có thể điểm 2 nó sẽ về đến điểm 2 đấy. Cái cách của ông VX này nó đánh cũng khó chịu lắm, 6.6 đừng có ham vui. Đấy, VX có thể chỉnh về vùng 6.9 hoặc về vùng 6.6. Đây là hai điểm test kỹ thuật rồi. Đó, ông có long tiếp long như nào đó thì bắt đầu mới mới lại long đó. APG APG như vậy tuần này chỉnh rồi như vậy là đây kháng cự ở vùng 6.85.7 hiện tại đang đi lên được cái vùng cao nhất ở đây chúng ta biết như vậy và vùng chỉnh kỹ thuật thì vùng 1 nó sẽ chỉnh về 5.8 vùng 2 thì nó sẽ chỉnh về vùng 5.5 như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ xem xem ở hai vùng này ông làm cái gì ORS ORS OK ORS ở đây long lên như vậy tuần tới sẽ có những cái điểm chỉnh test lại quay quanh vùng 8.5 tạm thời nhóm chứng khoán chúng ta sẽ dừng ở đây vòng sẽ phân tích thêm cho các anh chị nhanh một số các cái định hướng à Uh, ngoài uh, nhóm vật liệu đầu tư công thì chúng ta uh, có thêm nhóm điện ông đã có phân tích lúc này rồi có cổ phiếu PC1, GEG, GEC và POVK nhóm ngành thủy sản cũng là một trong những cái nhóm ngành được hùng uh, phân tích khuyến nghị đầu tư ở trong cái nhịp này đây các anh chị ví dụ IDI Đấy, tìm các anh chị tất nhiên là chúng ta không có thời gian để mà cái bản tin tuần nào chúng ta cũng đi tìm IDI ví dụ như vậy ngày 20 tháng 12 có phân tích rồi ba ngày đó tiếp tục cập nhật ví dụ IDI thì có thể Ừ à, đấy ASM thì có thể ăn ở vùng nào rồi ANV thì có thể ăn ở vùng nào ACL có thể ăn ở vùng nào ví dụ 10.5 thì đối với nhóm ngành thủy sản cũng có phân tích bốn mã cổ phiếu chiến lược các anh chị lưu ý để chúng ta nắm thêm được <laughs> Uh, gồm có mã cổ phiếu IDI thì đối với IDI trong nhịp chỉnh cung ở trong tuần trước uh, đối với IDI cũng đã phân tích vùng kháng cự 12.5 chỉnh cung ở đây này biên chỉnh cung cực đẹp luôn 9.5 đến vùng 10 đấy 9.5 đến vùng 10 và công lại 10.7 10.9 nôm na là cũng đã có phân tích rất là sớm đối với nhóm ngành thủy sản 3 ngày hôm trước chúng ta có cập nhật <laughs> rồi tuần trước IDI nó phải là tuần trước chứ không phải là 3 ngày trước đâu Đấy, 10.7 10.9. ANV. Ngày 20 tháng 12, chính xác là ngày 20 tháng 12. thăm dò, đấy. Ngày 14 tháng 12. Chính xác là 14 tháng 12. <laughs> Và sau những cái vùng gom kỹ thuật uh, rất là ok thì chúng ta sẽ Ờ, tuần này tuần này thì ADI đã bắt đầu có diện đã bắt đầu vượt cản 12.5 và lực break thì tương đối tốt phiên ngày hôm nay là một cây nến test lại ở trên cản 12.5 như vậy là hoàn toàn tích cực về góc độ kỹ thuật thì hùng đều còn hùng đã dự báo là khả năng có những cái điểm test về quanh 12.2 và 13.3 thì đây là cái cái diện đây là cái biên mà cổ phiếu ADI sẽ test mục tiêu ở trong nhịp này ADI hướng cản 16 ANV là một mã cổ phiếu cũng rất là hay nó đi rất là rõ sóng ví dụ nhịp đầu tiên thì cản 268 sau đó hỗ trợ 21 đến 22 21 đến 22 đó các cái vùng chỉnh cung thì sẽ canh căn cứ những vùng chỉnh cung đó để chúng ta cân <laughs> tuần này thì ANV đã chính thức break lại cản 28.6 như vậy với một cái lực đánh như này thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng nhịp này ANV sẽ tiến tới vùng 30 và hướng cản 35 ASM cũng là một mã cổ phiếu trong nhóm ngành thủy sản tương đối là hay à, Hỗ trợ kỹ thuật ở đây nó đã test ở vùng 7.4, 7.8 tương đối là thành công Và chúng ta sẽ tiếp tục Có một nhịp tích lũy ở vùng 83.86 à, Mục tiêu tiếp theo thì nó sẽ công cản ở vùng 9.7 9.7 đến khoảng vùng 10 đó là vùng giá mục tiêu mà chúng ta có thể ngắm đến của ASM ACL là một con cổ phiếu nó đánh rất là nhẹ nhịp một nó đánh từ vùng 8 mà lên tận vùng 13 12 8 nhịp 1 nhịp 2 thì nó cũng đang tích lũy lại ở vùng 10 ở quanh vùng 11 tuần tới thì các anh chị có thể gom thêm ở quanh vùng 11 và chúng ta lại tiếp tục hướng cả 28 khỏe hơn thì nó sẽ hướng lên cản 14 à, nhịp này nhóm thủy sản nó đánh tốt thì sẽ hướng cản 14 và từ hai cản này á thì nó sẽ chỉnh cung uh, chỉnh cung tích lũy trở lại rồi uh, sau đó kỳ vọng sẽ kéo tiếp bởi vì khi ACL nó kéo đây các anh chị những cái nhịp kéo của thằng ACL này nó đánh cũng rất là phê nó, nó đánh dựng đứng luôn này, đánh coi như là đánh nôn thốc nôn tháo luôn đấy rất là sướng và khi chúng ta tiếp cận được những cái uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là thấp dưới này thì đấy sẽ là một điều rất là tuyệt vời Ok, như vậy là bản tin tuần này thì chúng ta sẽ dừng lại phân tích các mã cổ phiếu ở đây Và đối với những anh chị em nào chúng ta quan tâm đến các cái mã cổ phiếu chưa được phân tích Thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần Thì cũng sẽ có thêm những cái góc nhìn, ở những cái phân tích cho các anh chị em Ok, chúng ta sẽ nhìn lại phần thứ hai Phần thứ hai đó là chúng ta sẽ nhìn lại tuần vừa qua bốn phiên giao dịch tuần đầu tiên của năm mới thì chúng ta đã có một tuần giao dịch cực kỳ thành công. Phiên mở bát thành công rồi, chúng ta không nói nhưng tuần giao dịch cũng rất là thành công. Khi mà các cái bộ ba tham số của thị trường của chúng ta đã test ở trên biên 995 đến vùng 1000 điểm và đã kéo lên được các cái vùng kháng cự. Đó là vùng cản 1020 và 1030. Và nếu như thị trường break được cản 1030 thì cái đó hùng sẽ tiếp tục đi xây tiếp. Uh, 1075 Ok sẽ cách đây hai ngày. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ uh, sẽ nhìn lại toàn bộ tổng quan của thị trường trong tuần vừa qua. Đây chính là cái điểm mà chúng ta bắt đầu phân tích ở bản tin tuần video số 159. Thì ngay trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó chỉ test nhẹ về quanh vùng 1010 đối với chỉ số VN30. Và sau đó cái mẫu chốt vấn đề bắt đầu đến các anh chị nhìn thấy một cái một cái nón ở đây, một cái nón ở đây và một cái nón ở đây và khi mà chỉ số vn30 break được cái nón 1020 thì nó sẽ hướng đến nón ạ? 1030 đó và 1030 nó break được thì nó sẽ hướng đến 1040 và vùng 1060 là cái vùng cản của chỉ số vn30 đó chỉ số vn30 trong tuần à, rồi đối với chỉ số vn30f1m thì chúng ta cũng nhìn thấy ở đây đó là gì nó cũng đã có một cái điểm đây thì trong cái phân tích kỹ thuật là chúng ta có nói đến dự test về của chỉ số này nó sẽ test về lại vùng 995 đến vùng 1000 điểm tức là đầu tiên nó sẽ test về cái biên này và suy soát nó cũng chỉ đến mốc 1000 điểm thôi và nó bắt đầu diện nó bắt đầu long lên và các anh chị nhìn thấy đấy ở cái cái phân tích kỹ thuật là như vậy thôi nó có ba cái nón đây một nón hai nón và đến cái nón thứ ba thì nón này là diện sau khi nó break vùng 1010 nó test lại nón và nó vòng vòng lại nó break lại được trên cả này thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy là chúng ta hướng đến cản 10 gì ạ? 1020 và 1030. Đấy, 1030, ok. Đó. Đối với chỉ số VN Index, với VN Index cũng rất khỏe. Như vậy là trong tuần thì VN Index đã cũng không có test về đến vùng 1 à, vùng 995 đến vùng 1000 điểm. Ở đâu đó chỉ loanh quanh ở vùng 1010 và nó cũng hoàn toàn tương tự như là hai cái chỉ số kia. Đó, nó cũng hoàn toàn tương tự. Đó các anh chị, đây. Thì chúng ta cũng có như vậy, đây có một cái vùng cản ở đây, đây có một vùng cản. Ok, và đến đây thì chỉ số ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai, đó, nó đã break cái vùng 1020 và nó hướng đến cản 1030. Đó. Và khi cản 1030 nó vượt được thì như vậy là chúng ta hướng lên những cái vùng kháng cự cao hơn. Và uh, bản tin cách đây hai ngày, đó, ngày hai ngày thì uh, sau khi mà thị trường của chúng ta gặp những cái tín hiệu hết sức là tích cực, thì cũng đã nâng cái vùng kháng cự của thị trường lên. Ví dụ như vn30, chúng ta sẽ hướng cản 1075 đến 1080, phái sinh cũng như vậy. Và index thì chúng ta sẽ hướng đến cản 1055 đến cản 1060. Và trong tuần thì chúng ta có thể nhìn thấy đây, <laughs> 1055 đến 1060, đó là cái điểm index thì đạt được cái vùng cao nhất đó là 1065 bản tin này được phân tích cứ sau một ngày cứ sau một ngày kết thúc phiên giao dịch thì hùng lại có một cái ạ có một cái review review về những cái tín hiệu thị trường ví dụ phân tích về wti phân tích về thép phân tích về nhóm bất động sản à có một cái nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp các anh chị lưu ý nhá nó cũng đang rất là tốt đó nhóm điện nhóm xây lắp đầu tư công và chúng ta đã hướng cái lực tăng đó, với một cái cách đi như vậy thì chúng ta với quan điểm cá nhân của ông Lê là chúng ta sẽ tích uh, tiếp tục tích lũy để uh, gia tăng cái nhịp sóng hồi. Đó, thì uh, với index là chúng ta có được uh, cái vùng kháng cự uh, ở vùng 1060, đó. Với VN30 thì cũng đã có phân tích lên cái vùng kháng cự 1075 đến 1080 và các anh chị nhìn thấy là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì VN30 đã chạm 1075 và nó bắt đầu diện chỉnh cung. À, đối với chỉ số phái sinh ở đây thì cũng đã có hoàn toàn tương tự như vậy Tức là chúng ta hoàn toàn có thể ngắm lên vùng 1075 đến 1080 Và đối với phái sinh thì nó yếu hơn, nó lên được 1065 Và nó cũng bắt đầu có cái sự chỉnh cung Ok, nhìn ở trên góc độ kỹ thuật ở thời điểm hiện tại Và nếu như chúng ta không có bất kể một cái biến cố nào Tức là biến cố là gì? Những cái thông tin vĩ mô nó đến bất ngờ Và chưa được lượng hóa ở trong bản tin tuần này Thì tuần tới quan điểm kỹ thuật của Hùng là thị trường của chúng ta sẽ uh, có thêm một cái nhịp tích lũy để à công những vùng kháng cự cao hơn đó là quan điểm cá nhân của Hùng Lê như vậy để công được những cái vùng kháng cự cao hơn thì thị trường của chúng ta cần phải thỏa mãn cái điều gì đó là gì chỉ số VN30 tuần tới nó sẽ test lại ở vùng 1047 đến khoảng 1050 sau đó thì nó sẽ có một cái lực hồi theo quan điểm như vậy và nó sẽ có một cái lực hồi nháp ở đây sau đó thì nó sẽ test lại ở vùng 1047 đến 1050 lần thứ hai trong trường hợp nếu nó có thủng thì nó sẽ hướng về vùng 1040 và cái vùng 1040 đã trở thành uh, cái tâm điểm của thị trường ở trong tuần tới các anh chị lưu ý là như vậy đó vùng 1040 rất quan trọng các anh chị nha cái biên này rất là quan trọng luôn á đó. đó vậy thì trong cái việc mà nó test lại vùng 1047 1050 thì nó một là nó test thành công và, và nó kéo luôn thì đấy là tốt còn trong trường hợp thứ hai nó nhả lại đó, thì chúng ta sẽ lưu tâm đến cái cái thương vụ này và vùng kháng cự của chỉ số VN30 tiếp tục ngắm vùng cản 1075 đến 1080. Trong trường hợp nếu như mà nó vượt 1080, các anh chị lưu ý nhé, nó vượt 1080, thì khi đó chúng ta sẽ ngắm lên cản tiếp theo, đó là vùng 1110, à 1100. Ok anh chị nhé, đó là đó là kỳ vọng tích cực nhá Và để lên được 1100 thì cái vùng 1040 này nó phải giữ được, chứ mà 1040 mà vỡ alo rồi thì lấy cái gì để mà đi. Đó, À, đối với chỉ số phái sinh cũng hoàn toàn tương tự như vậy Phái sinh thì đang test về ở đây là khoảng quanh vùng 1045 4047 thì nó sẽ hồi long lên được khoảng quanh vùng 1055 à, Một vùng 055 hoặc đây này Đó theo quan điểm là như vậy Và sau đó thì nó tiếp tục test lại ở cái biên kỹ thuật ở 1040 Đây sẽ là một cái biên kỹ thuật rất là quan trọng Và sâu hơn thì 1030 nhưng 1030 chưa tính đến Chúng ta phải tính 1040 thôi đó và như vậy cái bệnh biên 1040 của phá sinh tuần tới thì nó cũng sẽ là một cái điểm tỷ bật hết sức là quan trọng để cho phá sinh của chúng ta có thể tiếp tục công lại vùng 1075 đến 1080 đó tạm thời thì phá sinh của chúng ta đang ngắm đến cái vùng này đã còn chúng ta sẽ chưa ngắm đến cái vùng cao hơn 1075 1080 là kháng cự đối với chỉ số VN Index đó, phiên ngày hôm nay nó rút xuống ở vùng 1047 và đang tích lũy đẹp lại ở vùng 1050 đến 1052.5. À đối với index thì nó là có một cái đặc điểm là cái vùng 1050 1052.5 ở đây nó đang tích giữ được như này là một cái yếu tố kỹ thuật cực kỳ là tốt. Như vậy tuần tới thì nó có thể có lực hồi. Và lực hồi này á nó sẽ đạp lên được khoảng 1058 và sau đó lại quay lại nó kiểm tra lại cái vùng 1047 đến 1050. Nó tương tự những thằng VN30 ấy, 1047 1050. Trong trường hợp mà nó bị thủng thì ngắm lại vùng 1040 đến khoảng vùng 1043 đó, sau khi mà nó test thành công ở điểm này rồi đó, và lực long quay trở lại thì khi đó chúng ta mới nói đến cái câu chuyện là à, thị trường nó sẽ tiếp tục công kháng cự đó ví dụ như nó sẽ công công cái vùng kháng cự là tiếp tục công cái vùng kháng cự một không bảy đến khoảng vùng 1080 đó ok các anh chị và index thì chúng ta cũng ngắm cái cản đó à, còn trong trường hợp một thủng 1040 rồi thì khi đó chúng ta lại lại bước sang một cái kịch bản khác nó sẽ xấu hơn đó là nó sẽ xuống vùng 1030 Và như vậy tuần tới về tâm điểm của thị trường Nhìn chung đó là vùng 1040 Sau đó 1030 sẽ là hai cái biên hỗ trợ kỹ thuật Mà các anh chị lưu tâm à, Khi thị trường tích lũy thành công ở trên 1040 cộng Là khỏe để có cơ sở quay lại vùng kháng cự 1075 đến 1080 Trong trường hợp thủng 1040 Khi đó thì chúng ta sẽ phải tính đoán những cái kịch bản của thị trường nó sẽ xấu hơn ok bản tin tuần này đến đây là hết và ông lê xin phép được uh, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản điểm tin tuần tiếp theo